Một bộ kính cường lực tự dán tại nhà chính hãng Kinh Câu, siêu rẻ, siêu bền và cực kỳ dễ dán. Đầu tiên là mình phải vệ sinh máy trước, rồi mới bắt đầu lắp khung vào màn hình điện thoại. Theo là chúng ta phải kéo phần siêu bên dưới ra, rồi lấy ngón tay ấn nhẹ vào cái mũi tên, rồi tháo khung ra khỏi màn hình và đậy keo chạy hết dọc màn hình, rồi tháo siêu trên cùng ra là xong rồi đó. Kính sẽ không bị bóng khí và bám bụi như những loại kính thông thường, và đây là thành quả khi mà mình tự dán.